Chào mừng các bạn đến với chương trình Trò Chuyện Làm Xe. Được phát trên sóng FM 99.90 MHz của Đài Tiếng Nói Ca sẽ bắt đầu bản tập đầu tiên. Anh, chương trình của em phát sóng 3 năm 7 mà sao tự nhiên hôm qua anh làm trễ lịch của em vậy? Giờ có làm không? Dạ làm. Và các bạn đang trở lại với chương trình Trò Chuyện Làm Xe, nơi mà chuyện làm xe của các bạn cũng chính là niềm vui của chúng tôi. Để không mất thời gian thêm nữa, chúng ta sẽ kết nối luôn với vị khán giả đang đợi ở đầu dây bên kia. Alo. Xin chào các bạn nghe đài. Dạ, em chào anh. Chào mừng anh đến với Chuyện Làm Xe. Hôm nay anh gọi đến đây có gì muốn chia sẻ với mọi người không anh? Hôm nay tôi mới bị đuổi việc nên là tôi gọi đến để kể cho mọi người nghe. Dạ. Tại vì cơ bản tôi cũng không muốn bạn bè hay là người nhà của tôi nghe được. Tôi sợ họ sẽ lo lắng cho tôi. Em cũng xin chia buồn cùng với anh. Năm nay kinh tế thực sự đang rất là khó khăn. Việc tìm kiếm việc làm cũng không phải dễ. Mà giờ mà anh còn bị cho thôi việc nữa, thật sự là rất là đồng cảm với anh luôn. Nhưng mà sao anh bị cho thôi việc vậy? Tôi đang làm ở bộ phận bán hàng kiêm chăm sóc khách hàng của một cái tiệm bán quần áo nhỏ. Công việc đều thuận lợi cho đến khi có một ngày có một người đến mua quần áo và họ hỏi tôi ở đây là có cái áo nào size lớn hơn không. Tôi nói là không, cái này là size lớn nhất ở đây rồi. Cái khách hàng mới than với tôi là chán vậy, bán quần áo mà không có size, tới cửa hàng này là cái size làm lớn nhất của cuộc đời tôi. Thì tôi cũng nhiệt tình xin lỗi quý khách là dạ, cái size lớn nhất của cửa hàng hôm nay chính là quý khách. Mà ý em là rồi anh bị đuổi việc luôn hả? Chưa. Lúc đó mới ăn cái thẻ vàng cảnh cáo thôi. Lần thứ hai là có một khách đến hỏi mua áo khoác vì mùa đông sắp tới rồi. Khách sau khi thử 7749 các loại áo là chê tiệm như hạch. Không có cái áo nào ấm hết trơn hết trọi. Thì lúc đó tôi cũng trả lời là nhiều khi thứ cần sưởi ấm là trái tim của ổng chứ không phải là cái con người của ổng. Thứ ổng đang cần tìm là hơi ấm từ một tình yêu chân thành chứ không phải là từ một cái áo khoác tạm bợ. Ông chủ cửa hàng đứng kế bên thế là tôi bị đuổi việc luôn. Thôi em nghĩ chắc nghề chăm sóc khách hàng nó cũng không phù hợp với anh đâu anh ơi. Anh nên chuyển nghề đi, sắp tới tỷ lệ nghỉ việc sẽ rất là cao. Hy vọng là anh sẽ tìm được làm mới nha. Không có ai an ủi gì tôi hết hả? Dạ, đó là toàn bộ thời lượng của chương trình Trò Chuyện Làm Xe hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Và bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo. Thầy ơi, tụi con đói bụng quá à. Đừng lo mấy con, đã có mì tôm vị cua hiệu con ché đỏ. Với sợi mì bột thanh long được nhào trộn với lòng tham không đáy thượng hạng, cho sợi mì dạng phở thêm dai dai, giòn giòn, cùng với một súp vị cá đậm đà. Chỉ cần 2 gói là có thể chữa đói cho tận 11 em học sinh. Dây cái lòng, ổ cho tụi mình ăn cơm chén mì nữa kìa. Đón ngay cơn lốc quà tặng, tặng ngay 11 bộ chén bát ăn cơm khi mua 2 gói mì ché đỏ. Nhanh tay mua ngay nào. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Cartoon.